Chào tất cả các bác. Mấy hôm vừa rồi em bận quá, đi bán đất nên là không có thời gian để quay review cho các bác. Hôm nay em review cho các bác cái con đường từ Cái Lân và đi vào trong xã Lê Lợi. Thì trong cái clip này thì các bác cũng nắm được là cái khoảng thời gian mà di chuyển từ khu công nghiệp Cái Lân và vào đến trung tâm xã Lê Lợi là khoảng là bao nhiêu lâu nhé. Thì trước mắt các bác đây là con đường chạy ra khu công nghiệp Cái Lân đây. Thì cây xanh hiện tại là đã trồng là đủ rồi đấy. Cơ sở vật chất hạ tầng ở đây đã là hoàn thiện rồi. Kia con đường trước mặt kia là nối thông lên cao tốc nha các bác nhé. Đi thẳng đây là nối thông sang cao tốc và rẽ phải đây là vào khu công nghiệp Việt Hưng. Thì trước mắt các bác kia đây là em quay cho các bác xem, đây là nhà máy Hyundai Thành Công nhé. Nhà máy Hyundai Thành Công đang săn lấp mặt bằng, tiến độ rất là khẩn trương. Đấy, các bác thấy chưa? Rất nhiều xe ô tô đang săn lấp mặt bằng đây. Để cho các bác mà có cái xu hướng đầu tư xuống khu vực phường Hoành Bồ thì các bác tìm hiểu sớm. Vì khi nhà máy mà đi vào hoạt động thì có rất nhiều công nhân thì cái lượng nhu cầu về bất động sản nhà ở đây ta sẽ tăng đột biến đấy các bạn. Đó các bác thấy chưa? Đây là họ đang chắn tôn để tránh bụi ra đường. Bên tay phải các bác đây hiện tại vẫn là rừng sú nhé. Bên trước đây thì là bên tay trái khu vực nhà máy Hyundai Thành Công này cũng là rừng sú. Nhưng mà họ săn lấp rất nhanh, hiện tại đã hoàn thiện là cơ bản rồi. Đây khu công nghiệp Việt Hưng rất nhiều nhà máy đang hoạt động ở đây. Thì nhân tiện hôm nay em cũng dẫn một bác khách bác cái đi xem cái ô đất ở trong khu vực xã Lê Lợi. Thì em làm clip em giới thiệu cho các bác luôn. Bản thân em trước khi giới thiệu một sản phẩm gì đấy thì em cũng rất là tâm đắc và mình thấy có cái khả năng mà nó sinh lời cho nhà đầu tư thì em mới giới thiệu. Nên là tất cả những cái mà em giới thiệu cho nhà đầu tư ấy thường thì là sẽ xuất bán được ngay. Trước mắt các bác đây là cũng đang săn lấp mặt bằng đây. Các bác thấy chưa? Nhà máy ấy. Có một số bác có hỏi em về cái bất động sản ở trong khu vực xã Lê Lợi để đầu tư, mà thật ra là cũng có rất nhiều đất để bán ấy, nhưng mà để có một cái ô đất mà nó tiềm năng sinh lời và nó an toàn về cái vấn đề pháp lý sổ đỏ chính chủ và nó không bị dính các cái quy hoạch về dự án thì nó cũng không có nhiều các bạn. Bắc sông Chới hai hôm nay thì lại có sóng,
giao dịch cũng rất là nhiều. Và ở thôn làng ở Thống Nhất cũng đang có sóng. Thì hôm qua bên em giao dịch ở thôn làng Thống Nhất đến đêm luôn. Đây là tuyến đường tránh quốc lộ 279. Con đường này thì đi thẳng sang Quang Hanh Cẩm Phả nhé các bác nhé. Đây, khu công nghiệp đây. Nhà máy sản xuất răm keo Tỷ Long, một doanh nghiệp rất thành công. Đó, các bác thấy đằng trước mặt đây này, trước mặt đây là Bắc Sông Chới nhá. Đó, xa xa cái đầm ở đây. Đó, một ngôi nhà rất đẹp, Bắc Sông Chới các bác nhá. Trong này có trường cao đẳng Việt Hàn. Nối rẽ vào Bắc Sông Chới đấy quá. Đây là địa phận của xã Lê Lợi các bác nhé. Hiện tại ở đây có rất nhiều cái quy hoạch của nhà nước ấy. Mai này ở đây sẽ có trồng cây xanh công viên ở đây. Đường 100m. Đó, trước mắt các bác đây là đường nối thông ra cầu Cửa Lục 1. Hôm trước em có làm một clip giới thiệu với các bác ấy. Đó, đây là đường thông qua cầu Cửa Lục 1. Đấy, đang thi công. Xa đây lại có một cây xăng rất là to. Đây các bạn, đây là cây xăng. Đây các bạn thấy là từ khu công nghiệp Cái Lân, cảng Cái Lân ấy, đi vào trung tâm xã Lê Lợi thì cũng rất nhanh rồi. Đây là hiện tại đây khu vực này là rẽ vào là trung tâm xã Lê Lợi rồi. Trước mắt các bác đây là chợ nhé, đây là chợ tạm của xã Lê Lợi.
Đây là trung tâm rồi đấy. Mai này thì con đường này sẽ trong quy hoạch là sẽ mở rộng. Đây là em đi rất chậm để cho các bác thấy được cái cảnh quan ở đây. Thì từ lúc em bắt đầu quay clip là ở khu vực cảng Cái Lân mà đi về đến vị trí ô đất em giới thiệu đây ấy, thì là các bác thấy trong clip này là đi cũng rất là chậm ấy. Nó rơi vào tầm khoảng 10 phút. Đây. Từ trục chính là rẽ vào. Đây. Đó, ô tô vào bình thường. Đường bê tông các bác nhá. Đến vị trí ô đất của chúng ta đây rồi. Đấy, di chuyển mất là 11 phút. Để các bác cảm nhận luôn. Một số bác muốn mua cái đất để mà đầu tư mai này phân lô bán cho công nhân hoặc muốn xây biệt thự nghỉ dưỡng ấy, thì đây các bác cảm nhận luôn là đây là cái quá trình di chuyển. Đó, ô đất của mình đây rất là vuông, diện tích 688 m². Mặt tiền đây hơn 10 m. 300 m xây dựng hướng đông nam, rất là mát mẻ. Đấy, đấy. Xa xa đây là trường học này. Đấy, trường học này. Và vị trí trước mặt kia đó là Ủy ban Nhân dân xã. Đây là trung tâm luôn. Hai mặt tiền nhé các bác nhé. Hai mặt tiền. Đó. Đây các bác cảm nhận được. Ô đất ra bán 3 tỷ 3 và có giá có thể bán là 3 tỷ và giao dịch ngay trong tuần này là 2 tỷ 9. Rồi. Hướng đông nam nha các bác nhé, 150 độ đông nam. Cảm ơn tất cả các bác.